Không phải là để quay video xe của chú trong vệ sinh này vật tôn đi cho chạy cho ngon. Ừ. Rồi, được bếp. Xong rồi. May quá, mai mai đi làm có xe đi làm. Ừ, mới xong đâu chú lại đến. Xe mình có nhỉ? Nhiều vết nào? Hả? Ờ, cái này có phải xe mình không nhỉ? À đúng, chú làm vlog à? Ừ. Cho con lên sóng với chú ơi. À đây, đây. Chào cả nhà nhá. Đây. Mình là ghép Honda cuối khóa 4, 215 lành chay. Chào mọi người. Vâng. Vâng. Nhất là không nhận ra xe mình nữa rồi. Nhưng mà đẹp này thì mới có ý thức đi giữ gìn. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ nếu mà đấy, đấy sợ nó cũng xước với lại sợ nó ấy đi cẩn thận thôi. Thì đấy tâm lý là như thế. Đúng rồi. Chứ không mình cứ lừa nó ở đấy. Đấy thì như này nó sẽ hết rồi đúng rồi. Đúng rồi. 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 Mà cháu chạy thử lại vòng nữa. Ừ, đúng rồi. À, ừ. Chú tâm đoán là sao? Ừ. Nếu chú mà phát sinh mấy chiếc chốt còn. Ừ, nếu mà không có cái này là phát hiện không biết là xe cũ thôi. Ừ. Có cái đấy thì biết xe cũ, chứ không phải nghĩ là xe mới. Đấy. Đấy là chú ấy. Cái hôm mà nó vẫn còn đang xấu nên là chú phải có chú quay hết mà chú quay lại cái hôm đấy để về chú đối chiếu xem chỗ nào còn lỗi à, nơi gửi chọn niềm tin đấy được chưa, quá chuyên nghiệp luôn. Thank you.
hết mọi nẻo đường nhá. Này này, ông chú thượng lộ bình an. Ông thấy này quá đẹp trai chưa? Vâng. Quá đẹp trai mà tao bây giờ mà có con gái thì tao giả. Giả đó luôn. Giả cho mày luôn. Không vâng. Quá đẹp trai luôn. Chú vào đây sửa cho chỗ ông cháu các chú làm thì yên tâm mùa ta hồ đi. Đi xe ta mua ở đây mà. Vâng. Bây giờ có gì ta toàn đến đây bắt đền đó. Vâng. Có gì cứ đến đây bắt đền chú ạ. Đây chỗ đỏ đây này. Đấy. Bắt đền chỗ đỏ. Đấy. Đói thật. Xe này bánh bé hơn cho con ấy rồi. Bánh bé khó đi lắm. Bánh bé. Kỷ niệm thôi, nó cứ quay rồi trong này, rồi trong này nó không biết quay. Xong rồi để chú ta. Xong rồi cháu đưa về biên tập với dàn dựng lại lồng nhạc. Biên tập ạ? Biên tập. Quay phim, dựng về phim quay phim chụp ảnh. Quay ra ra trên trời, quay trên nước có. Quay trên đường này máy quay máy ảnh. Quay cái này đi kim bộ để quay này cũng đúng. Thì dưới xem TV.